những phát minh của Mercedes thay đổi ngành ô tô. Các phát minh tiên phong của hãng xe Đức khiến nhiều hãng xe phải chú ý và sử dụng đến ngày nay. Mercedes được biết đến là hãng đầu tiên tạo ra ô tô trên thế giới, nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Hãng xe sang Đức còn tiên phong trong nhiều công nghệ tích hợp trên ô tô sau này. Dưới đây là những công nghệ như vậy. Két tản nhiệt tổ ong. Những chiếc xe hơi đầu tiên đã sử dụng nước để làm mát, nhưng loại nước có thể bay hơi và phải đổ đầy thường xuyên. Benz phát minh ra két tản nhiệt xe hơi, nhưng sau đó Wilhelm Maybach đã nghĩ ra két tản nhiệt tổ ong cho chiếc Mercedes 35 mã lực. Thiết kế dạng tổ ong từ năm 1901 đã cải thiện diện tích bề mặt để không khí lưu thông và làm mát nước thông qua một chiếc quạt nhỏ lắp phía sau. Nguyên tắc thiết kế này giống với hầu hết xe hơi ngày nay. Mercedes 35 mã lực là chiếc xe đầu tiên khiến thế giới ô tô kinh ngạc và trở thành mẫu xe đường trường mang lại danh tiếng cho hãng. Động cơ nhiều van. Động cơ đa van xuất hiện vào năm 1910, áp dụng trên chiếc Benz Prince Heiligwagen. Tuy nhiên, sự thật là Peugeot là hãng đầu tiên sử dụng động cơ đa van trên xe đua Peugeot L76 Grand Prix. Nhưng chiếc Benz Prince Heiligwagen đã làm lu mờ mọi thứ khi tham gia giải đua Grand Prix tại Đức với động cơ 5,7 lít 4 xi lanh hay Indianapolis 500 ở quốc tế. Xe có 4 van trên mỗi xi lanh và chuyển động trục thay cho hệ thống chuyển động xích truyền thống. Đây được coi là tiền đề cho động cơ DOHC 4 van ngày nay. Vùng hấp thụ lực. Một trong những bước tiến quan trọng nhất về an toàn ô tô là phát minh ra vùng hấp thụ lực vào năm 1952. Đây là một khu vực được xây dựng để hấp thụ càng nhiều càng tốt ngoại lực trong một vụ va chạm, làm hạn chế ảnh hưởng đến khoang hành khách và người ngồi trong xe. Trong những chiếc xe hơi hiện đại, thiết kế đã phát triển để bao gồm một vùng an toàn để chuyển hướng năng lượng không thể hấp thụ quanh người lái và hành khách. Vùng hấp thụ lực được cấp bằng sáng chế vào năm 1952 và lần đầu tiên sử dụng năm 1959 trên chiếc Mercedes-Benz W111-111-112. Hệ thống treo đa liên kết. Trong quá khứ, Mercedes không phát minh ra hệ thống treo độc lập, nhưng đây là hãng xe đầu tiên giới thiệu hệ thống treo độc lập 4 bánh. Hãng đã phát triển hệ thống treo đa liên kết và giới thiệu trên chiếc Mercedes C111 thử nghiệm vào năm 1969. Hệ thống treo đa liên kết bắt đầu sử dụng phổ biến trên dòng xe 190 và 124 vào những năm 1980. Lợi thế của việc thêm các liên kết là cho phép bánh xe gắn liền, nhưng giữ nguyên các liên kết khi hệ thống di chuyển lên và xuống, giúp xe êm ái hơn, độ bám đường tốt hơn và ổn định khi vào cua. Nhược điểm là đắt hơn và phải bảo trì nhiều bộ phận. Tuy vậy, hệ thống treo đa liên kết đã trở nên phổ biến qua nhiều thập kỷ. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Lịch sử của ý tưởng đằng sau ABS Anti-Locking Brake System bắt đầu từ thế kỷ 20 trên tàu hỏa và máy bay. Tuy nhiên, phát triển một hệ thống bắt chước nhịp và ngưỡng phanh cho ô tô khó hơn rất nhiều so với việc áp dụng trên các bánh xe cỡ lớn. Các công ty ô tô và các đội đua đã thử nhiều loại hệ thống ABS cơ học khác nhau, nhưng Mercedes mới là người đưa ra thị trường đầu tiên. Hệ thống bắt đầu được phát triển với bằng sáng chế vào năm 1953 và áp dụng thực tế vào năm 1963 trên hệ thống kiểm soát phanh thủy lực. Hãng đã làm việc với công ty điện tử tiền thân của Bosch để phát triển một hệ thống ra mắt vào năm 1970. Các nhà sản xuất khác đã làm theo. Đáng chú ý là Chrysler và Bendix Corporation sắp giới thiệu hệ thống dẫn động 4 bánh. Tuy nhiên, Mercedes lại vượt lên dẫn trước với hệ thống ABS đa kênh 4 bánh, được điều khiển kỹ thuật số có tên Anti-Block. Hệ thống điều khiển kỹ thuật số này lần đầu xuất hiện trên chiếc S-Class 1978 và được sử dụng rộng rãi đến nay. Hệ thống cảnh báo tiền va chạm. Mercedes không phát minh ra hệ thống cảnh báo va chạm, nhưng đã phát triển một cách thực tế nhất. Ý tưởng hệ thống cảnh báo tiền va chạm nổi lên từ những năm 1950 và rất nhiều nhà sản xuất ô tô đã bắt tay thực hiện. Nhưng Mercedes đã tìm ra cách sử dụng trong gói hệ thống cảnh báo va chạm cho chiếc S-Class 2003. Hệ thống sử dụng các cảm biến kiểm soát ổn định điện tử, hệ thống an toàn phía trước của Mercedes theo góc đánh lái, góc nghiêng của xe cùng với tính năng phát hiện phanh khẩn cấp để kích hoạt phát hiện va chạm sắp xảy ra. Hệ thống trong giai đoạn đầu phát triển có thể tự động căng dây an toàn trước, điều chỉnh vị trí ghế, nâng tựa đầu hàng ghế sau và đóng cửa sổ trời trong trường hợp lật xe. S-Class 2006 sử dụng da D như một phần của hệ thống và cùng năm, CL-Class đã đạt được công nghệ phanh bán tự động. Đến năm 2008, E-Class đã được giới thiệu hệ thống phanh tự động hoàn toàn, trong trường hợp sắp xảy ra va chạm với hệ thống cảnh báo tiền va chạm.